Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phép kiểm T-Student. Thì mọi người đã biết T-Student dùng để so sánh tỷ lệ phân bố của một biến định lượng theo một biến định tính. Ví dụ như biến định lượng trong số liệu này, chúng ta sẽ có một cái biến định lượng sẽ được sử dụng để mà so sánh là biến có nồng độ albumin máu. Đây, biến nồng độ albumin máu. Thì albumin máu là một chỉ số định lượng. Bây giờ chúng ta so sánh tỷ số albumin máu này giữa hai nhóm nam và nữ. Trong cái nghiên cứu này thì nam nữ là biến định tính, định danh. Thì chúng ta so sánh thử coi cái nồng độ trung bình của albumin máu ở nhóm nam và nhóm nữ có khác nhau hay không. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng phép T-Student. Để thực hiện phép T-Student, chúng ta lựa chọn cái lệnh trong menu Analyze, Compare Mean và Independent Sample T-Test. Khi chọn lệnh xong thì SPSS sẽ hiện ra cửa sổ. Trong đó chúng ta thấy mặc định bên tay trái là liệt kê tất cả các biến có trong dữ liệu. Chúng ta sẽ lựa chọn albumin đưa vào cái cửa sổ phía trên, gọi là cái biến mà chúng ta cần khảo sát. Sau đó chúng ta muốn so sánh giữa phái nam phái nữ, chúng ta sẽ lựa chọn biến phái tính đưa vào cái cửa sổ nhóm biến phía dưới. Thì trong số liệu này chúng ta quy ước là nam là 1, nữ là 2. Chúng ta cần phải định nghĩa cái nhóm so sánh để cho máy hiểu. Chúng ta lựa define group, chúng ta lựa chọn là nhóm 1 so với nhóm 2, là continue. Và chúng ta bấm đây, chúng ta sẽ bấm OK. Thì kết quả của phép kiểm T-Student sẽ hiện ra gồm có hai bảng. Bảng thứ nhất là bảng mô tả cái số liệu chúng ta cần đang phân tích. Tôi thấy rằng là cái biến albumin máu ở nhóm nam tổng cộng có 70 trường hợp với độ trung bình là 21.36 và độ chuẩn là 4.79. Trong khi ở nhóm nữ thì chúng ta trong mẫu sẽ có là 55 trường hợp và nồng độ trung bình là 23.0091, vân vân. Trong trường hợp này chúng ta có thể thấy rằng là cái nồng độ trung bình của albumin máu ở nữ là cao hơn ở nam. Nhưng mà cao như vậy nó có ý nghĩa thống kê hay không? Và cao như thế nào? Thì chúng ta cần phải sử dụng cái test T-Student. Và kết quả T-Student sẽ được hiển thị trong cái bảng phía dưới đây. Về cái bảng này thì chúng nhìn tương đối hơi phức tạp. Tại vì về cơ bản, phép T-Student được dựa trên nguyên lý giả thuyết là cái sai số của chỉ số cần đo đạt trong hai phân nhóm phải là như nhau. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là cái sai số ở nhóm nam, cái sai số về albumin máu ở nhóm nam và nhóm nữ phải giống nhau. Thì trong trường hợp này để kiểm định cái giả định sai số đó thì SPSS sẽ kiểm định bằng phép kiểm là Levin test cho cái giả thuyết là cái sự sai số của cái albumin máu ở nhóm nam và nhóm nữ là tương đương với nhau. Thì trong trường hợp mà kết quả ra đây là lớn hơn 0.05, có nghĩa rằng là cái sai số của albumin máu trong hai nhóm nam và nữ là không khác nhau. Có nghĩa là cái giả thuyết, giả định về cái sai số bằng nhau giữa các phân nhóm là đảm bảo. Thì trong trường hợp đó, chúng ta sẽ sử dụng kết quả của phép T-Student ở phía trên. Chúng ta thấy là đây là giá trị của T, phép kiểm T, độ tự do là 123. Và cái B thống kê, ước lượng của cái phép kiểm T là 0.067. Thì trong hợp này nó cũng lớn hơn 0.05. Và đây là cái sự khác biệt của giá trị trung bình của hai phân nhóm nam và nữ. Do nhóm nam trừ nhóm nữ, nhóm nam có trung bình của albumin nhỏ hơn nhóm nữ, do vậy cái hiệu trung bình của nhóm nam trừ nhóm nữ thì nó bé hơn âm, nó bé hơn không, nó âm. Ngược lại, giả định trong trường hợp là cái phép kiểm Levin test ra kết quả là bé hơn 0.05, điều đó có nghĩa rằng là sai số của albumin máu khác nhau giữa nam và nữ. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là cái giả thuyết giả định về cái sai số bằng nhau các phân nhóm không được đảm bảo. Do vậy cái giá trị của phép T-Student sẽ không có được chính xác. Trong trường hợp đó thì SPSS khuyến khích chúng ta sử dụng cái khuyến cáo chúng ta sử dụng cái phép kiểm T-Student hiệu chỉnh. Thì chúng ta thấy là đây là có cái hiệu chỉnh về cái độ tự do. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ sử dụng kết quả ngay phía dưới này chứ chúng ta không có dùng kết quả ở phía trên. Và cái B thống kê sẽ là 0.070 trong cái trường hợp mà giả định là cái test Levin có ý nghĩa thống kê. Đây sự khác biệt trung bình cũng là như nhau giữa hai phân nhóm. Tóm lại, để đánh giá, để mà diễn giải kết quả của phép T-Student thì trong trường hợp mà sử dụng test T-Student so sánh giá trị của một biến liên tục với giữa hai phân nhóm thì chúng ta cần phải xem thử cái giá trị của test Levin test, coi thử nó có ý nghĩa thống kê hay không. Nếu nó không có ý nghĩa thống kê, chúng ta sử dụng kết quả T-Student hàng phía trên. Còn nếu trong trường hợp nó có ý nghĩa thống kê thì chúng ta sẽ sử dụng kết quả của test T-Student hiệu chỉnh ở cái dòng phía dưới. Thì đây là cái điểm ghi chú cần phải nhớ
khi mà diễn giải kết quả của phép kiểm T-Student. Kỹ đặc trưng này, lý do là phép T-Student là phép giả định cái phân bố giống như phân bố bình thường trên cơ sở có độ tự do. Thì chính vì lý do có độ tự do thành ra cái giả định về sai số nó phải được đảm bảo. Thì đó là lý do mà chúng ta cần phải chú ý về cái điều kiện thực hiện test T-Student, và cụ thể nhất là cái Levin test, và chúng ta đã cùng nhau thảo luận trong ví dụ vừa qua.